thống truyền hình BBS. Câu chuyện hôm nay chúng ta đặt nặng vấn đề là Nga càng ngày càng bị siết chặt về kinh tế. Đó là câu chuyện của bên uh, Liên minh Âu châu rồi ở Hoa Kỳ. Quý vị nhớ rằng tất cả những cái món hàng mà quý nhất của nước Nga giờ này hầu như là bị cấm. Đó là cái quyết định của Liên minh châu kể từ ngày 13 tháng 3 vừa rồi. Họ không cho xuất cảng hàng hóa từ cái hàng bình dân cho đến hàng cao cấp gọi là xa xỉ phẩm. Cấm xuất cảng và nhập cảng vào trong Nga và trong Belarus. Và sau đó thì Hoa Kỳ cũng đi theo. Kể từ ngày 16 tháng 3 Limeo Châu thì cấm ngày 13 tháng 3 Hoa Kỳ cấm ngày 16 tháng 3 Những loại hàng gì? Đó là những loại hàng như là rượu mạnh Như là Marten, như là Martini Như là whisky, cô Cognac Thứ hai là thuốc lá Thuốc là dân Nga nó mê thuốc của Mỹ Nó mê rượu của Mỹ Chứ thật ra nó không có mê vodka nhiều Là những dân bình dân còn dân giàu cộng sản nga cũng như là cộng sản campuchia giờ này chúng nó tham nhũng nó có tiền nó muốn xài đồ sang nó muốn trưởng giả học làm sang cho nên nó xài rất nhiều loại rượu quý của bên âu tây thuốc lá xong rồi tới quần áo cộng sản nó đi đồ nó không ai dùng bằng chứng quý vị thấy tàu cộng bây giờ cái hàng của nó có ai dùng đâu hàng nó chỉ nước đem bán đồ lạc son rồi nó bỏ tiền nó mua hàng của mỹ Quần jean là phải mua của Levi Quần áo phải mua của Pierre Cardin Hay là của Ý Thành thử ra Nga đang bị Âu Châu siết chặt Vì thế dân Nga bây giờ có tiền cũng không xài được Quý vị thấy ba mặt trận Mặt trận về giải tránh Thì Âu Tây và Mỹ phong tỏa kinh tế Nó frozen wealth những cái tài sản của nga trong đó có hàng trăm tỷ phú ít nhất cái danh sách năm trăm tỷ phú và triệu phú đã bị cấm mua những cái hàng hóa vào đây bị cấm xài tiền nợ nần bây giờ nước nga theo như thống kê cho biết thì nó có vào khoảng một trăm ba mươi tỷ đô la bằng vàng nó dự trữ rồi trong mấy năm nó tích lũy được tài sản vào khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đô la vì nó bán dầu hỏa bán ga bán khí đốt cho Âu, Châu và cho Tây Âu. Thế thì bây giờ tất cả những cái tài sản đó bị Mỹ phong tỏa không cho xài. Mà cái số nợ của Nga càng ngày càng trần chốc, trồng chất mà nó không có tiền để nó trả tiền lời, nó có tiền nó trả rất nhiều món lôn nó đã đáo hạn nhưng mà không có tiền trả cho nên nó bị kẹt. Trong vòng 30 ngày nữa mà nếu tình trạng phong tỏa kinh tế tiếp tục, Nga sẽ bị phá sản là vì không trả nợ được có tiền mà không được trả là vì các ngân hàng đã ra lệnh phong tỏa không cho Nga dùng những cái chương mục đó. Cho nên nợ không có tiền trả trong vòng 30 ngày người ta gọi là default. Người ta biết là khoai phá sản không có trả tiền được. Đến bây giờ có nhiều account đã phải trả đến 130 triệu đô la tiền tiền lời không thôi mà vẫn không trả được. Cho nên đó là cái chết của Nga. Rồi những loại hàng hóa tốt như là rượu mạnh, thuốc lá, quần áo, đồ trang sức, xe cộ, xe trượt tuyết, túi sách, vali, thảm, san hô, vân vân. Ngoại trưởng của Pháp là Jean-Yves Le Drian tuyên bố rằng Liên minh Âu Châu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực ngay trong ngày 13 tháng 3. Các biện pháp trừng phạt này bao gồm lệnh cấm nhật khẩu sắt và thép của Nga. Lâu nay Nga xuất cảng thép, xuất cả những cái món hàng kim loại qua bên Âu Châu. Giờ này Âu Châu không được mua. Tức là kỹ nghệ sắt thép của Nga phá sản. Dân chúng hàng triệu người không có việc làm. Đó. Xong rồi lại cấm xuất khẩu, xuất cảng hàng xa xỉ, Đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này Lâu nay cái huyết mạch của nước Nga là dầu hỏa và khí đốt Giờ này Liên minh Âu Châu cấm các công ty của 27 quốc gia Làm ăn với vấn đề Nga về khí đốt, dầu hỏa Rồi bên cạnh đó Thì các nhà tài phiệt của Nga mà là bạn bè của Putin Bị phong tỏa kinh tế hết Lên đến hàng trăm tỷ đô la Nếu không muốn nói là hàng ngàn tỷ đô la trong khi đó thì tổng thư ký của Hiệu ước Bắc Đại Tây Dương NATO là ông Jens Stoltenberg. Ông ta cho biết là NATO muốn tất cả các nước thành viên phải hạn chế và áp đặt đối với Nga. Cũng trong ngày 13 tháng 3 vừa rồi, Bộ trưởng Tài chính của Nga là Anton Siluanov cho biết rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã phong tỏa gần 300 tỷ đô la trong tổng số 640 tỷ đô la dự trữ vàng và ngoại hối của quốc gia này. Tổng tài sản dự trữ mà chúng tôi có khoảng 640 tỷ đô la và chúng tôi hiện không thể sử dụng một nửa, tức là 300 tỷ đô la trong số này là bí phong tỏa. Quý vị sẽ thắc mắc mà tại sao tiền của nó phong tỏa mà nó không lấy được? Đúng. Tiền của Mỹ có khoảng tiền của Liên Xô của cũ và bây giờ là Nga có vào khoảng 640 tỷ nhờ cái làm ăn với thế giới cho nên trong đó 300 tỷ nó nằm ở các ngân hàng của ngoại quốc đó. nằm ở trong ngân hàng của 27 quốc gia liên minh châu và hoa kỳ và anh quốc thì giờ này tất cả số tiền đó frozen bị cấm cho nên nó không xài được mà nợ thì không có tiền trả rồi tài sản dự trí trong số này bây giờ nga đang năn nghỉ mỹ và ngăn nghỉ các quốc gia tây âu nhưng mà một mặt, mặt khác thì lại muốn giết và chiếm Ukraine. Cho nên Mỹ muốn làm cho thế giới êm đẹp cứ năn nỉ cái ông tổng thống Zelensky mà lên đường đi tị nạn, hứa rằng sẽ lo cho họ để cho Nga nó chiếm Ukraine. Đây là một cái lối gọi là chủ bại phản lại dân chúng Ukraine. Vì thế cho nên ông uh, Bộ trưởng Tài chính Anton Silanov của Nga nói rằng là chúng tôi có thể thấy được rằng phương Tây đang gây áp lực lên Tàu Cộng để hạn chế Nga tiếp cận nguồn dự trữ. Quý vị biết lâu nay là Tàu Cộng nó hợp tác với Nga. Cho nên bây giờ Liên minh Âu Châu quay lại với ông Tàu mày không được đưa tiền cho thằng Putin nếu mày còn muốn làm ăn với Âu Tây. Cho nên Tập Cầm binh muốn tỏ ra là một anh hùng nhưng mà cũng là anh hùng đói vì lâu nay vẫn nhờ hàng hóa và của Âu Tây và của Hoa Kỳ. Đấy quý vị, thế trong năm vừa rồi, rồi, nhờ Hoa Kỳ luồn lọt, đút lót, Tàu Cộng đã bán được 720 tỷ đô la hàng hóa. Trong khi 4 năm của ông Tổng thống Donald Trump, thì Tàu Cộng phải đóng thuế trên 100 tỷ đô la mỗi năm cho cái vấn đề phạt 25%. 4 năm là 400 tỷ, lấy đâu mà sinh sống. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là Nga, sau khi chiếm được mấy thành phố ở miền nam thì nga đã đưa những thị trường mới đó là thành phố melitopol của ukraine đã được nga đưa một thị trường mới sau khi quân đội nga đã bắt thị trường cũ ivan fyodorov là người đã được dân bầu lên và nó đưa vào đó một người thị trường bù nhìn của người nga đó là bà Galina Danchenko, người được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng đã có phát biểu qua video. Hiện nay dân chúng còn khoảng 150.000 người. Nói rằng là chúng ta là những người của dân, chúng ta phải lo cho dân. Nhưng mà dân chúng đã phản đối, ký giả đã nói rằng nếu là người của dân tại sao Nga lại đi bắt cóc cái ông biểu tình, ông thị trưởng mà chúng tôi bỏ phiếu năm ngoái. Trong tuyên bố trên truyền hình, bà Daniel Chenko nói rằng là nhiệm vụ chính của bà là thực hiện các bước cần thiết để làm cho thành phố trở lại bình thường. Bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, vẫn có những người trong thành phố đang cố tránh và phản đối. Tôi yêu cầu các bạn hãy thận trọng và không nên đi theo những người này để chống lại Nga và chống lại chính phủ mới. Đây là một cái thành phố mà đang tội phạm dân Nga, đây là dân Nga nhé, vẫn biểu tình hàng ngày để mà chống đối tân thị trưởng và quân đội Nga. Họ đều xua đuổi trước mặt lính Nga và lính Nga chỉ đứng không dám làm gì hết. Đuổi lính Nga về nước. Đó. Thế thì hỏi cái ông thị trường cũ bị bắt hồi nào? Thì chính phủ Ukraine cho biết ông ta đã bị quân Nga vào chùm đầu bằng bao cát xong rồi đưa ông ta ra khỏi văn phòng ngày 11 tháng 3. Sau đó thì họ đã đưa cái bà thị trưởng mới vào làm việc. Đây là một trong hai thành phố mà Nga đã đưa người thị trưởng mới. Còn thành phố khác nữa, đó là thành phố bên cạnh mà giờ này đang chờ. Đó là theo lời tuyên bố của thị trưởng, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ là Wayne Sherman nói rằng là Nga đang từng bước chiếm của nước Ukraine và đấy là một điều đi ngược lại ý dân. Rồi là có bản tin khác là Nga tính gần 50% tài sản dự trữ bị đóng băng, tức là bị phong tỏa do các biện pháp trừng phạt. Ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Tài tránh của Nga cho biết là hiện nay chúng tôi đang khó khăn về tài tránh vì chúng tôi đã bị phong tỏa. Cho nên đây là một cái bản tin mà chúng ta thấy rằng Nga bị chết. Võ khí thì không đủ, đem qua bị tiêu diệt hết rồi. Quý vị nhớ rằng hiện nay ở Nga vẫn còn khoảng 700.000 quân đội thế nhưng mà nga không thể đưa quân đội qua là vì họ phản đối thế xong giờ điểm thứ hai nữa là họ muốn dùng những quân đội họ tuyển dụng ở bên syria ở bên các quốc gia khác để mà vào cho nên đó là cái lý do mà quân nga yếu và đồng thời tình trạng chiến tranh bao giờ cũng bị thật rồi kính thưa quý vị là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút sau đó chúng ta tiếp tục phần hai xin cảm ơn quý vị